Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan, lỗ hổng an ninh quốc gia, ai phải chịu trách nhiệm? Phó Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Văn Yên đánh giá vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan là vụ án có mức độ sai phạm lớn, thậm chí đạt kỷ lục về hối lộ và thất thoát. Nhưng trong kết luận điều tra của Bộ Công an, hoàn toàn chưa đề cập đến những sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia của Việt Nam như thế nào. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Những ý kiến chia sẻ liên quan đến nội dung này trên trang mạng xã hội có lẽ khiến chúng ta phải giật mình. Thứ nhất, vì sao lại để cho bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thâu tóm được một nửa khu trung tâm Sài Gòn? Đó là khu vực quận 1, quận 3 trong thời gian rất nhanh. Tại sao tại Sài Gòn, ở những vị trí kinh doanh nổi tiếng, các khách sạn sang trọng, đâu đâu người ta cũng nói đó là tài sản của bà Trương Mỹ Lan? Vấn đề nguy hiểm ở chỗ bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo chiếm đoạt tiền gửi của người dân trong cả nước của ngân hàng SCB lên đến 500.000 tỷ. Rồi lại lấy số tiền này đi thâu tóm những vị trí trọng yếu, mang tính chiến lược. Và ai phải chịu trách nhiệm chính đây? Tiếp theo, vấn đề thứ ba tương tự. Hàng loạt các dự án đầu tư của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ví dụ khu vực Mũi Đèn Đỏ ở ngã ba sông Sài Gòn, Xoài Rạp, được đánh giá là ai chiếm lĩnh được cái yếu địa này thì giống như cái có đã khống chế được toàn bộ khu vực Sài Gòn và Đồng Nai. Mà thế lực đứng sau bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ai cũng biết, chính là thế lực nước lạ. Nhưng trong kết luận điều tra C03 của Bộ Công an đã hoàn toàn bỏ qua điều này. Trong khi đó, trên mạng xã hội Việt Nam, một chủ đề nóng đang rất được quan tâm. Đó là Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã chuyển tiền về Trung Quốc để sử dụng cho mục đích gì? Phản ứng của truyền thông đại lục liên quan đến việc bắt giữ bà Trương Mỹ Lan và hàng loạt lãnh đạo của tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra sao? Tại trang cá nhân của nhà báo Thuận Hóa đã giới thiệu bản dịch một bài viết trên báo Trung Quốc với tựa đề "Chiếm đoạt 90 tỷ nhân dân tệ, người phụ nữ gốc Hoa giàu nhất ở Việt Nam bị bắt, kinh động Lý Gia Thành". Đây là một bài viết phản ánh quan điểm của người Trung Quốc trước vụ việc chính quyền Việt Nam bắt giữ bà Trương Mỹ Lan. Hình ảnh các lãnh đạo của Việt Nam có phần liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Bài viết có một số điểm quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Việt Nam, mà đặc biệt là phản ứng của dư luận Trung Quốc trước việc Việt Nam bắt giữ bà Trương Mỹ Lan. Tờ Thời báo .d lược trích một vài điểm quan trọng, giới thiệu các bạn cùng biết như sau. Vì là người gốc Hoa nên bà là nhân vật nổi bật trong giới Việt Nam và một trong vài trường hợp nộp thuế nhiều nhất của Việt Nam. Theo ước tính của tài sản, bà có thể được mệnh danh là người phụ nữ gốc Hoa giàu nhất Việt Nam. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, bà quyên góp vật y tư y tế trị giá 570 triệu nhân dân tệ. Tại sao Việt Nam lại qua cầu rút ván, bắt một doanh nhân đã hào phóng, một người đã mở núi tiền cho họ đến như vậy? Vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Trương Mỹ Lan bị bắt vì tình nghi biển thủ hàng trăm ngàn tỷ đồng, gây náo động cả nước. Người gia tộc họ Trương rất coi trọng tình nghĩa quê hương. Họ ở Việt Nam nhưng họ vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ những người dân Triều Sơn, tức là Triều Châu, một mình đến Việt Nam kiếm sống. Sau khi kiếm đủ lợi nhuận trong thương mại, bà nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Bản đồ kinh doanh bất động sản của Trương Mỹ Lan bao trùm toàn bộ Việt Nam. Quảng trường thời đại Sài Gòn, tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh được tạo ra bởi Trương Mỹ Lan. Khách sạn Windsor mang tên bà là một trong những khách sạn sang trọng nhất tại Việt Nam. Trương Mỹ Lan vốn coi trọng huyết thống Trung Quốc của mình và sự kết hợp với Chu Lập Cơ khiến mối quan hệ của bà với cộng đồng người Hoa càng trở nên gắn bó hơn. Vợ chồng Trương Mỹ Lan đã nhiều lần sang Trung Quốc để tìm về cội nguồn và thăm viếng tổ tiên. Lần nào họ cũng quyên góp một cách hào phóng. Các công viên văn hóa, dân gian Hạo Giang, cung Thiên Hậu Sâm Thạch, miếu tổ họ Trương, miếu quan đế, bà đã bỏ ra vô số tiền bạc của quê nhà, mặc dù tổ tiên của bà đã rời khỏi đây cả trăm năm. Thông qua những hành động dựa vào Trung Quốc, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có được rất nhiều lợi thế kinh doanh mới và có thể triển khai hợp tác sâu rộng với Trung Quốc đại lục. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam là một người cũng vừa được tặng kỷ niệm chương bức tường vàng. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam không cho bà cơ hội này. Ngay khi Trương Mỹ Lan chuẩn bị thể hiện tham vọng của mình, thì bà đã bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ Việt Nam. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2023,
giới chức Việt Nam công bố Trương Mỹ Lan bị tình nghi phạm 3 tội danh. Có thể nói bà có một tay hạ gục rất nhiều quan chức trong hệ thống tài chính ở Việt Nam. Trương Mỹ Lan lần này có thể phải ngồi đối mặt với bức án ít nhất là 20 năm tù. Dù thế nào đi chăng nữa, số phận của Trương Mỹ Lan cũng sẽ ảnh hưởng tới kinh tế tư nhân của Việt Nam. Lần này Trương Mỹ Lan thực sự khó thoát. Đó là những phân tích và thống kê vừa kể trên, tờ Thời báo .d muốn cảnh báo về một vấn đề rất nghiêm trọng. Tại sao nhà nước Việt Nam lại buông lỏng quản lý, cho phép một doanh nhân gốc Hoa, có chồng là người Trung Quốc, có mối quan hệ mật thiết với giới doanh nghiệp của Trung Hoa đại lục, lại được cho phép hoành hành ở Việt Nam như chỗ không người đến như vậy? Và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải chịu trách nhiệm gì? Đây là câu hỏi người dân đặt ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan lỗ hổng an ninh quốc gia, ai phải chịu trách nhiệm? Vụ Vạn Thịnh Phát, sự tùy tiện đến mức trơ trẽn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên vào ngày 22 tháng 11 khẳng định rằng nhận hối lộ trong vụ Vạn Thịnh Phát nhưng không vụ lợi sẽ được miễn trách nhiệm hình sự đã khiến cho công luận hết sức bất bình. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại đưa ra một chủ trương được cho là hết sức quái đản đến như vậy? Cụ thể, người đại diện cho cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương Nguyễn Văn Yên nói đại ý rằng đối với người nhận ít không có động cơ, nhận tiền như bồi dưỡng, quà không cam kết làm gì để có lợi cho bên đưa tiền sẽ được cân nhắc và sẽ không bị xử lý về mặt hình sự nhưng xử lý nghiêm về kỷ luật đảng và hành chính. Chưa hết, ông Yên còn cho rằng việc xử lý kiểu oái oăm này là thấu tình, đạt lý. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bình luận về phát biểu lộng ngôn của Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, người từng là cố vấn cho Ban lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Nghệ An trong sa thút, đăng trên trang Facebook cá nhân với tiêu đề ba vấn đề liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát nhận xét rằng luật pháp ban ra thì rõ ràng không thể tùy tiện theo quan điểm của người xét xử. Đã nhận tiền thì phải có nguyên do, làm sao có thể xác định được nhận tiền mà không có động cơ, không cam kết làm gì có lợi cho bên đưa tiền. Ông Trung Ngọc Anh mấy tháng mà không nhớ túi quà khi chuyển nhà mới phát hiện ra thì làm sao chứng minh được có cam kết hay không. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, cho nên người nhận ít không có động cơ nhận tiền vào dịp lễ Tết như bồi dưỡng, quà, không cam kết làm gì để có lợi cho bên đưa tiền sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng về nguyên nhân, hoàn cảnh. Các trường hợp này sẽ không bị xử lý về mặt hình sự, nhưng xử lý nghiêm kỷ luật về đảng và hành chính. Không phải có lý do tình là đã vận dụng không đúng luật pháp, đã có tội thì chiếu theo luật mà xử. Tại sao lại không xử lý về mặt hình sự, nhưng xử lý nghiêm về kỷ luật đảng và hành chính đây? Bộ ba, xe pháo mã Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng và Lê Thanh Hải. Giới quan sát và công luận thấy rằng phát biểu của Nguyễn Văn Yên hoàn toàn trái với tinh thần sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kêu gọi và vận động các đảng viên cũng như quần chúng nhân dân thực hiện. Vì sao đã kêu gọi mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, nhưng hệ thống chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu thì lại thiếu chí công vô tư đến như vậy? Tại sao tự cho mình cái quyền ngồi xổm trên hiến pháp và pháp luật của quốc gia đến như thế? Tại sao vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan được đánh giá là một vụ án tày đình lớn nhất trong lịch sử trong thời kỳ mà triều đình của Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị suốt 78 năm? Vậy mà chỉ xem xét trách nhiệm hình sự của các thành viên đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ đối với ngân hàng SCB rõ ràng là không thỏa đáng. Công luận yêu cầu người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng hãy trả lời cho nhân dân được rõ. Có hay không việc hàng loạt quan chức chống tham nhũng đã tự tử chết để bịt đầu mối đây? Đó là những kẻ đã giúp sức và nhận tiền chạy án cho Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, cụ thể như: thứ nhất là vào ngày 19 tháng 11 năm 2022, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận, tức Bảy Thuận, nhảy từ sân thượng xuống để tự tử và chết tại nhà riêng ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ông Bảy Thuận từng là trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Thành phố, nơi tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát triển rất nhiều đại dự án. Chỉ hai ngày sau đó là ngày 21 tháng 11 năm 2022, đến lượt Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13,
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng nhảy lầu và chết tại chỗ ở trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, số 7 đường Nguyễn Cảnh Trân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Giới thạo tin thì khẳng định ông Hùng đã nhận số tiền chạy án cực lớn từ bà Trương Mỹ Lan và ông Hùng bị bắt buộc phải chết để cứu các đồng chí còn lại đang nằm trong đống rơm còn chưa bị lộ. Chưa hết, vào ngày 4 tháng 3 năm 2023, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trần Văn Minh đã treo cổ tự tử tư gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn theo tiết lộ của giới thạo tin, ông Minh được cho là đã giúp bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Chí liên quan đến dự án nghìn tỷ Sài Gòn, Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng. Ông Minh chết để bịt đầu mối cho bà Trương Mỹ Lan. Xin nhắc lại, về bữa tiệc thịt bò rắt vàng đầy tai tiếng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại London, Anh Quốc vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, mà sau đó Tô Lâm đã bị ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỉa mai rằng miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vụ Vạn Thịnh Phát, vụ tùy tiện đến mức trơ trẽn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được theo dõi những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.